Chào cả nhà, hôm nay lại khoe với cả nhà mình mới mua được hai món phụ kiện cho máy ảnh. Một là cái Jigger hiệu Godox X1TS và một cái đèn flash Godox TT685S. Mình mua cái Jigger này là bởi vì nó có thể trực tiếp gắn lên Sony và kích sáng cho cái flash Godox này, mà cái góc Godox này không cần phải sử dụng cái Jigger để nhận. Thì thường mình thấy nếu mà để kích sáng cho đèn flash thì ở trên cái hot shoe của cái máy ảnh của mình phải có một cái Jigger phát, một cục phát, và trên cái đèn flash này gắn thêm một cái cục Jigger để nhận, giữa phát và nhận thì nó mới được. Riêng cái bộ đèn và cái Jigger này của Godox thì mình có thể điều khiển trực tiếp lên cái đèn này. Kích sáng và cái hay của nó là mình chỉnh thông số cho cái đèn flash này từ xa bằng cái Jigger này. Ví dụ như từ cái Jigger này mình muốn chỉnh nó bù trừ sáng là bao nhiêu thì nó sẽ điều khiển được cái này theo cái thông số của mình. Đây, đây là trên tay của mình cái Jigger Godox. Nhìn rất là hầm hố, rất là ngầu. Gắn lên cái Sony A72 của mình là rất là ok. Nó có màn hình để điều khiển rất là nhiều nhiều rút nhiều kênh. Còn đây là cái flash Godox này nó có một cái miếng nhựa tản sáng. Cái túi của nó cũng khá là đẹp, tỉ mỉ. Đèn flash của nó riêng á, nó có hai loại. Một loại là V8 6020 La Mã. Loại đó thì sử dụng pin Li-ion. Mình chọn cái loại này là bởi vì nó cũng y cái tính năng của với cái kia, nhưng mà nó xài pin 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 2A của mình, pin sạc. Thì ở nhà mình đã có hai cái đèn flash rồi, bây giờ cái này là cái thứ ba và mình muốn chỉ dùng một dòng pin 2A thôi cho nó tiện, để mình có một lố pin đó mình xài cho cả ba cái luôn. Đó là mình mua một loại pin thôi. Nếu như mà mình mua cái loại V860 kia thì mình phải lại đầu tư lại cái pin Li-ion thì nó khá phiền phức, cho nên mình sử dụng cái này thôi. Đó, thì bây giờ mình thử cho các bạn xem. Đây. Hiện đây ở trên đây là chế độ Group A và kênh 1. Rồi. Bây giờ mình chọn group A, mình đánh TTL. Hiện TTL của mình nó là cộng 1 cộng 1. Ở trên đây nó cũng cộng 1 theo. Rồi, bây giờ mình thử bật cộng 2 coi, lăn nè. Mình chỉnh chế độ M 128 trên 1, nó cũng nhảy 128 trên 1. Giờ mình giảm xuống còn 32
1/32, ngay lập tức nó cũng điều khiển được cái này xuống thành 1/32 ngay. Cho nên là từ bây giờ khi mà đánh flat, mình không cần phải đi đến cái flat để chỉnh thông số của nó, mà ngay trên máy khi mà chụp xong mình thấy ánh sáng chưa được là mình chỉnh ngay trên đây. Nó tác động đến cái này, nó điều khiển được ngay cái này, không cần phải mất công thời gian chạy tới chạy lui giữa máy và này. Rất là hay. Đây, bây giờ ở trên đây nó có nút test, mình sẽ bấm điều khiển từ xa cho bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Rồi, vậy là tối nay mình sẽ ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và test thử cái đèn này rồi về cho các bạn xem nhé. Xin chào.